Sao lại với tôi là gay? Chỉ đêm thâu còn với tôi, ước mơ tan thành mây, một tương lai mù phía xa có cho tôi bình yên. Các bạn nghĩ mình là không hề, thực ra thì đây chỉ là trò đùa mùa thứ hai của tụi mình thôi, và các bạn hãy cẩn thận, có thể nạn nhân tiếp theo chính là các bạn.